Stay like that, beautiful. Taxi. Okay, beautiful. Hi, welcome everybody. Come my channel, Phương Lương Euro 9. Alex, come with me. Go, go, go. Go like that. Maxi. Chào mừng quý vị và anh chị đến với kênh Phương Lương Cuộc Sống ở Châu Âu. Hôm nay em xin phép giới thiệu cho quý vị xem một cái lâu đài rất là cổ nhé. Nằm ở phía bắc đảo Síp, nó mang tên Crinya. Và cái lâu đài này nó tồn tại rất là nhiều năm rồi, nó khoảng hơn 2.000 năm. Hôm nay em có thời gian để đi khám phá cái lâu đài cổ này. Nó rất là nổi tiếng, nó được xây dựng từ thời Alexander Đại Đế. Đấy, đây là một cái lâu đài rất là tuyệt vời mà tất cả những cái du khách ở châu Âu khi mà họ đến đảo Síp thì họ sẽ thường ghé qua Bắc Síp để tham quan những công trình cổ. Ở phía bắc đảo Síp này có rất nhiều những cái tòa lâu đài cổ của người dân cổ đại ngày xưa, người ta xây dựng rất là nhiều năm và cũng không có ai biết được là chính xác bao nhiêu năm. Thì hôm nay em có thời gian đến đây ghé thăm thì mời quý vị cùng theo bước chân em để khám phá cái lâu đài cổ này nhá. Đây, cameraman của em thì không biết quay cho lắm cho nên là em phải tự mình quay thôi. Đây, nó nằm ngay cạnh bờ biển nha quý vị. Đây là những cái du thuyền bên trong đây. Rất là đẹp luôn. Hai miền Nam Bắc bị chia cắt bởi một cái biên giới giữa Nam Bắc Síp. Phía Bắc đảo Síp thì do người Thổ Nhĩ Kỳ người ta quản lý, còn phía Nam đảo Síp thì do người Síp quản lý. Phía Bắc thì họ tiếng nói tiếng tiếng Síp. Sorry. You want? Ah, it's okay. I love you, baby. I love you. I love you. Đây là một người dân bản địa. I love you. Một chàng trai bản địa, họ thích vào camera lên, họ yêu cầu mình. I love you. Say. Okay, thank you. À, họ không biết nói tiếng Anh, họ chỉ biết nói tiếng Thổ thôi. Và đây là cái tòa lâu đài. Họ đứng sừng sững bên cạnh bờ biển. Cách đây hơn 2.000 năm, thưa quý vị. Khi em đang thuyết trình cái buổi cái tòa lâu đài này thì bị gián đoạn bởi một thanh niên người Thổ Nhĩ Kỳ. Và có những câu chuyện rất là buồn, rất là hay và vui. Khi mà chúng em tìm đường sang bên đảo Síp này, khi chúng em hỏi người dân bản địa bằng tiếng Anh thì người ta đã sẽ trả lời bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nhá. Nhưng mà dù có bằng tiếng nào đi chăng nữa thì chúng em vẫn tìm được cái nơi mà chúng em cần đến. Đây là lâu đài tuyệt vời. Thế là ở đây là một chú mèo giúp chủ bán hàng rất là thân thiện nhé. You see, friendly cat. Boat trip. Yeah, 1 hour. 1 hour. If you want private, 100 euro, only you will go in now. But not now, for tomorrow. We now so late. Tomorrow, no good weather. Not good weather tomorrow. After. Tomorrow, no good. After tomorrow. Yes. It's okay. Tomorrow, after good. Tomorrow, we be there. Thank you very much. Ở đây họ bán những cái thẻ để đi du thuyền, quý vị. Đấy, rất là tuyệt vời luôn nhá. Quý vị quay một vòng quý vị xem ở đây. Ở phía kia là một trong những dãy núi đá sừng sững. Và ở trước mặt là biển nha quý vị. Rất là đẹp. Và đây là cảnh hoàng hôn ở biển luôn này. Mặt trời sắp lặn rồi. Rất là đẹp. Và đây là những cái đường vòng quanh bờ biển. Rất là đẹp luôn. Hả? Very nice. For USA. For you.
USA, America. I like. Very nice people. Look how they're coming down there. Tomorrow we go inside. Of course we're going to go to inside. See, to go in the shop. Yeah, now yeah, we go round. Beautiful here, ne? Yeah. Beautiful. The fucking English used to take the Cypriot hanging in there. To say. Inside they have prison. Yeah. Prison, no joke. Yeah, used to, the English used to do in everything there. Yeah, I know. For the Cypriot. I know. Đây là hôm nay buổi chiều nay thì người ta đóng cửa rồi thì em chỉ đi vòng ngoài ở ở cái lâu đài cổ này thôi. Và ngày mai, sáng ngày mai thì em sẽ mua vé vào bên trong cái lâu đài này để tham quan và sẽ review lại cho quý vị, quý anh chị cùng khám phá với em cái thành cổ này nhá. Đây một là một trong những điểm đến thu hút rất nhiều khách du lịch đến đây để tham quan. Đồ ăn ở ở bên Bắc Ship này ở nhà hàng thì nó cũng rẻ hơn so với bên Nam Ship. Tất cả mọi thứ nó đều rẻ hơn. Thế cho nên là thu hút được rất nhiều khách du lịch ở châu Âu người ta đến đây. Dịch vụ khá là ok. Nhà hàng, khách sạn. I know. Đây là những cái phiến đá khổng lồ này, người ta xây dựng này. Quý vị xem này. Hàng vài ngàn năm rồi, nó vẫn ở đây sừng sững luôn. Mà không biết người ta xây dựng một cái chất liệu gì mà nó có thể đứng sừng sững như thế này. Hàng mấy nghìn năm. Còn phía bên ngoài kia là biển nha quý vị. Đấy, bao la đại dương bát ngát luôn. Quý vị có thể xem. This one is very fast, but I have my balance. Đấy, quý vị. Còn đây là em quay vòng ngoài của cái lâu đài cổ này. Mỗi một cạnh bờ biển ở vùng thì đều có một cái lâu đài cổ này để chấn giữ giặc ở bên ngoài người ta đánh vào thì người ta có thể là phòng được. Ở Bradford cũng có một cái lâu đài như này, ở La Lanka cũng có một cái lâu đài. Và ở Famagusta cũng có một cái lâu đài kéo dài như thế này để bảo vệ biên cương tổ quốc. Và ngày xưa không biết là họ dùng cái cách gì để họ xây dựng lên một cái lâu đài sừng sững như thế này. Nó tồn tại hàng ngàn năm, hàng hai ngàn năm mà không hề có dấu hiệu bị phá hủy gì cả. Đấy, bởi vì nó xây dựng bằng đá nguyên khối mà không biết họ dùng được cái chất liệu gì. Who make this? I don't believe it. Này, về cái phần lịch sử của lâu đài cổ này thì em cũng không được hiểu biết gì nhiều. Mà chỉ có thể quay lại cho quý vị xem cái độ hoành tráng của nó thôi. Nó đứng cạnh bờ biển luôn, ngay cạnh bờ biển. Và xung quanh là bờ biển hào sâu như thế này thì để mà quân giặc có thể tiến đánh vào thì rất là khó luôn. Một cái tường đài sừng sững như thế này cực kỳ khó để mà chiếm đóng luôn. Theo sử ngày xưa người ta nói lại thì người ta chiến đấu hàng vài năm vẫn không thể công phá được cái thành trì này luôn. Vì ngày xưa thì họ đánh nhau thì toàn bằng cái vũ khí vô sơ thì họ không thể. Nhưng mà bây giờ thì hàng bom tấn thì người ta chỉ có thả vài quả là xong thôi. Nhưng mà so với ngày xưa như vậy là quá kiên cố rồi. Hôm nay, buổi chiều hôm nay thì em sẽ quay vòng quanh cái lâu đài bên ngoài, bức tường cổ này. Còn sáng ngày mai thì em sẽ review cho quý vị khám phá bên trong cái lâu đài cổ này nó có những cái gì nhá. Quý vị xem nó có kinh khủng không? Hoành tráng luôn. Đấy, và sau những cái chuyến như thế này quý vị có thể mua vé để đi trên những cái thuyền kia. Để đi du lịch ra ngoài khơi, hóng mát. Beautiful này. You can have like that. I don't understand how they built it, how many years. My God, thousand years. And very big one. And they have restaurant over there, Dao. Yeah. Over there, Dao there. Shall we go from there? No, now. Tomorrow we go.
Tomorrow we go from there. No, we swimming there. There. In pan there. Yeah. Okay. Me up to there gonna be look. And the bell you come down. Because you have very big bell. No. Oh my God. You can swim up to this stone quarry? I can swim. No problem. Me no. Me I can. I go in there. Me no chance. I go in here to stand up there. Yeah? It's okay for me, madam. I take this one though. Leave me to up and I you. Oh! Okay. Em đã leo được lên trên rồi các bạn. Give for me mà làm. Give for me. Em đã leo được bên trên rồi. Em sẽ đứng bên trên này nha. Lưu cho quý vị xem. Đấy, nó hùng vĩ. Cái độ hình tráng của nó hùng vĩ như thế nào. Đấy. Đấy, độ hoành tráng rồi quý vị. Này. Quá hoành tráng luôn cái lâu đài cổ này. Đấy. Cái kia là cảnh hoàng hôn biển luôn quý vị. Thôi em tạm dừng video review bên ngoài thành cổ này. Taxi. Ngày mai em sẽ mời quý vị tiếp tục khám phá cùng em cái bên trong lâu đài nó có những gì nhá. Em xin phép chào tạm biệt quý vị và anh chị. Bye bye. Hả? Dạ vâng, mời quý vị quý anh chị theo bước chân em để cùng khám phá cái lâu đài cổ đấy nhá. Đây quý vị. À, đấy. Lâu đài rất là cổ kính luôn. Em mời quý vị theo bước chân em để vào bên trong khám phá lâu đài cổ này. Xem bên trong nó có những cái gì. Lâu đài cổ này thì nó có hai niên đại hơn 2.000 năm rồi. Em cũng không rõ là 2.000 bao nhiêu năm. Chỉ biết là nó rất là lâu đời rồi thôi. Nó được xây dựng từ đế chế Alexander Đại Đế. Người mà đã chinh phục khắp châu Âu lẫn châu Á. Chỉ trong vòng một lốt nhạc thôi. Đấy. Và cái bức tường thành lâu đài cổ này cực kỳ là kiên cố. Nó nằm ở đây hơn 2.000 năm rồi. Mà vẫn sừng sững như thế này thôi quý vị. Không hề bị có dấu hiệu gì là gọi là bị hỏng hóc hay là bị xuống cấp gì cả. Vì nó xây bằng đá nguyên khối mà quý vị xem. I don't know how they building like that so high. So high. With the Petra. My God. Và xung quanh cái lâu đài cổ này là những quán cà phê nha quý vị. Nằm ngay cạnh bờ biển luôn. We go inside. We buy the ticket. Where we buy the ticket? Now we go inside. Now we go inside. Đây, nằm ngay cạnh bờ biển đấy quý vị. À, nguy câu. À, thank you. Right, yeah. In here they have cafe and food here. My God, look. Yeah. I cannot believe how they are. Who believe? Oh. Cannot. This is right. The second right, he said. Nah. Yeah, motor system.
Now, where is this people? Oh my God. Huh? My Lord, Valo Banosu. I cannot believe. Whoa, so long, so high. I take this one and I put it. Bây giờ em đang đi bên ngoài cái lâu đài này nhá, để em tìm đường vào bên trong tòa lâu đài để mua vé để vào khám phá bên trong lâu đài nha quý vị. Quý vị đợi em trong chốc lát, em sẽ quay lại ngay ạ.